là một ngày cực kỳ rảnh rỗi của mình, vì thế cho nên là mình với Phong Cận sẽ cùng nhau đi chơi. Alo Phong ạ. À? Alo, ủa đang làm gì vậy? Đang đi tắm. Đi chơi không? Đi chơi đi. Ok. Cái gì vậy Phong? Alo Phong ơi. Alo Phong. Cái gì vậy ta? Phong Cận chắc chắn là đang gặp nguy hiểm. Bây giờ mình phải đi giải cứu Phong Cận rồi các bạn ơi. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện nhiệm vụ đi giải cứu Phong Cận. Và nếu mà các bạn muốn mình đi giải cứu Phong Cận thì đừng quên là giúp cho video này của tôi đạt được 5.000 like. Các bạn có 3 giây để thực hiện điều này. 3, 2, 1. Còn bây giờ thì giải cứu Phong Cận thôi. Let's go. Trời, anh Phong Cận từ hồi nãy giờ mà anh Phong Cận gọi là chưa có ra đây để đi chơi nữa. Mình biết là cái tính anh Phong Cận này á, gọi là hay gọi là cho mình người khác leo cây lắm các bạn ơi. Hẹn gọi là 6 giờ đi đúng không? Nhưng mà 7 giờ mới tới. Mà 7 giờ chưa chắc đã tới nữa, có khi là 8 giờ mới tỉnh dậy nữa. Leo cây dữ lắm luôn á. Thôi được rồi, để mình thử gọi là đi kiếm anh Phong Cận coi. Hồi nãy á, là mình nhớ là hôm qua mình có hẹn anh Phong Cận là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau gọi là hẹn nhau đi cắt tóc nè, rồi sau đó là đi vô quán để game để chơi đồ này nọ nè. Nhưng mà không biết là anh Phong Cận nay có tới không ta, hay là anh cho mình leo cây rồi sau đó anh bắt mình đứng đây luôn nha. Ai biết được đâu. Ôi từ từ, hình như ở đằng kia mình thấy có ai đó đúng không ta. Ê từ từ, chỗ kia hình như là ô anh Phong Cận. What's up bro? Hello Phong nha. Hello bro. Hello bạn. Trời đất ơi, hôm nay là cái ngày đầu tiên mà mình thấy bạn tới đúng giờ nha. Chứ thường là mình thấy mấy bữa trước là bạn toàn là hẹn 7 giờ nhưng mà 8 giờ mới tới không mà. Ê mà khoan, sao hôm nay bạn mặc cái bộ đồ gì kỳ vậy? Từ từ. Cái bộ đồ của bạn hôm nay bị gì vậy ta? Hôm nay mình nhớ là bạn bình thường là hay mặc cái áo màu xanh, nhưng mà ở bên trong nó có cà vạt màu đỏ. Nhưng mà hôm nay bạn thay đổi một cái bộ đồ gọi là gì ta? Một cái bộ đồ hoodie màu xanh dương luôn. Sau đó là bên dưới còn có thêm mang thêm cái dép gọi là con cá heo nữa. Rồi điệu như vậy, sao cái mặt rồi cái mắt thì xanh lá vậy? Là sao vậy? Năm mới đổi thay xì tay một chút xíu đó bro hả? Thì ra là vậy, thì ra là anh Phong Cận nay là muốn đổi style. Ủa mà sao không nói chuyện vậy mà sao phải chat vậy? Hello. Nhớ bình thường vô đây là hay nói chuyện mà sao hôm nay chat vậy bro? Có chuyện gì vậy hả? Đau họng quá bro, ăn Tết quá đà. Trời đúng rồi các bạn ơi, bình thường Phong á là ăn Tết á, là mình nghe nói em bữa Phong bảo với mình là Phong ăn hết mấy ký hộp vịt lộn đó các bạn. Thịt kho hột vịt. Mấy ký thịt kho hột vịt lần mấy bạn. Ừ đó, bây giờ tôi mới nhớ cái tên món ăn gì đó. Cho nên là hôm nay Phong bị đau họng nha. Rồi ok bạn ơi, hôm nay là mình với bạn là gọi là có hẹn nhau để gọi là đi chơi trong đây. Bây giờ bạn vô đây mình đi chơi với mình nha. Rồi đi theo mình rồi bạn ơi. Let's go. Đi. Sao chậm chạp quá vậy? Hôm nay hơi lạ bạn ơi. Thấy hôm nay Phong hơi lạ sao á. Đi chơi mà cứ kiểu chậm chạp với nhau á. Ôi giờ lại đi nhanh quá là sao vậy? Từ bạn ơi, từ từ nha. Hôm nay đã hơi đau họng mà không nói chuyện còn tỏ ra hành động nó cũng hơi kỳ lạ xíu nha. Ê bạn ơi, đây bây giờ chúng ta cùng nhau gọi là đi cắt tóc đi. Bro chưa ăn sáng hả? Ha, tính ra là mình cũng chưa ăn sáng nữa. Nhưng mà thôi bây giờ cứ đi vô đây để mình cắt tóc cái đi. Hôm nay mình hẹn nhau cắt tóc mà. Tí nữa về nhà mình nấu đồ ăn cho bạn nha. Đi vô đây nha. Rồi ok. Vô đây gọi là cắt tóc các bạn ơi. Tóc gọi là mình của mình sau gọi là cái kỳ nghỉ Tết đó nó dài quá các bạn, cho nên là bây giờ mình sẽ gọi là thay đổi kiểu tóc nha. Rồi, đầu tiên á là tôi sẽ gọi là lựa coi là cái kiểu tóc nào hợp với tôi coi. Ủa bro, hôm nay là bro định thay đổi kiểu tóc gì vậy? Mình thấy là cái kiểu tóc của bro nó cũng hơi dài đó nha. Nên là bro thay đổi kiểu tóc gì vậy ta? Ok, đầu tiên là vô trong đây để xem coi là Phong đổi kiểu tóc gì đây. Mà ông có chắc là nấu ăn rồi chưa vậy? Yên tâm đi, nhà của mình gọi là nấu ăn nhiều dữ lắm. Bạn yên tâm, tí nữa về nhà của mình á là mình không có để cho bạn đói đâu. Nhớ nha. Đây để mình cắt cái tóc coi. Ok bây giờ mình nghĩ là mình sẽ cắt một cái kiểu tóc nào đó mà nó đang trend bây giờ nha các bạn ơi. Nhưng mà sao ở bên trong đây nó toàn là tóc nữ không vậy? Nó toàn là tóc con gái không vậy? Làm sao mà biết được cái tóc nào đang trend? Cái tóc này kỳ quá, thôi bỏ qua đi. Tóc này thì sao? Cái tóc này ghê quá bạn ơi. Tóc này dài quá. Mình nghĩ là mình sẽ vẫn là cái kiểu tóc đó, nhưng mà bây giờ mình cắt cho nó chiến xíu đi. Rồi tóc tôi đẹp sẵn rồi mà có bạn nhà quê nên cần đổi tóc đó hả? Ủa gì vậy? Ê, sao Phong Cận nay nhắn tin gì kỳ vậy ta? Cái gì mà tự nhiên tóc sẵn người quê mình chỉ rủ bạn đi cắt tóc thôi mà sao bạn nhắn gì kỳ vậy? Đây nè Phong, bạn thấy là mình cắt cái kiểu tóc mới này là được không? Nhưng mà cái kiểu tóc này nó của mình mất hết cái chởm đỏ mất tiêu luôn rồi bạn, nên là nó vậy thôi.
Wow, tóc rối của bro nhìn tay quá. Trời, tôi biết mà bro, nhìn nó tay đúng không? Nhưng mà là tay tàn. Lộn, nói chung là tay đó các bạn. Nhìn giống mấy anh mà Son Goku rồi đó. Đi chơi, Tây Phương Cực Lạc. Ê, bình thường mình nhớ là Phong đâu có hay nhắn mấy cái câu kiểu vậy đâu ta, mà sao hôm nay Phong nhắn tin gì kỳ vậy ta? Phong nay hài hước nha Phong, hôm nay là mình thấy bạn cũng hài đó, hài nhưng mà hài cốt đó. Thôi được rồi, bây giờ mình đi vô mình mua tiệm game đi ha bạn. Mình với bạn có hẹn nhau đi vô tiệm game á. Chôn Việt Nam. Chôn Việt Nam các bạn ơi. Ok, bây giờ á là mình với Phong sẽ cùng nhau gọi là đi vô trong đây để mua những cái đĩa game để về nhà gọi là chơi game nha. Ê Phong, ở nhà của mình á là có gọi là gì ta, có hơi bị nhiều những cái trò chơi luôn. Bây giờ bạn vô đây, bạn thích cái gì bạn mua hết đi, bạn mua hết cho mình luôn. Nào là tay cầm nè, rồi kính thực tế ảo nè, Nintendo Switch nè, mua hết luôn cho mình đây. Wow, trời ơi các bạn ơi, bên trong đây á là có rất là nhiều luôn á. Bạn mua hết cửa hàng đi hả? Tất nhiên bạn, mình mua hết luôn mà. Mấy bạn ơi, các bạn nhìn nè, bên trong đây của chúng ta là có rất là nhiều đĩa game luôn nha. Spider-Man nè, rồi Naruto nè. Trời ơi, thích quá. Với một cái người gọi là đam mê đồ công nghệ như mình thì mình sẽ mua hết cái đống này luôn. Từ trong này nó cho mình cầm thử mà. Wow, cầm thử cái máy chơi game luôn. Wow, đã vậy ta. Nhưng mà thôi bỏ lại đi, ở đây còn có gì đây, cái máy này là có chơi được không? Wow, mình được chơi thử luôn đó các bạn ơi. Wow, chúng ta được chơi thử những trò chơi trong đây luôn nha, hợp lý luôn á. Yes sir. Ủa, nó dắt mình đi đâu rồi? À, cái này là mình đi ra khỏi cửa hàng các bạn ơi. Ok Phong ơi, bây giờ mình nghĩ là chắc là cũng được rồi đó. Bây giờ tụi mình về nhà nha. Bây giờ bạn cũng đói rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau về nhà, mình sẽ nấu ăn cho bạn ăn nha. Đi thôi nào bạn Phong ơi, let's go. Đi thôi. Ok bro, về nhà ăn thôi hả? Ok, đi ăn nữa bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau về nhà của mình để gọi là nấu đồ ăn cho Phong nha. Trời, lần đầu Phong qua thăm nhà mình trong Roblox. Đi thôi, let's go. Lên xe đi bạn ơi. Let's go. Lên được không vậy? Ủa, mày không lên được chi đó hả? Vậy mày lên được con ngựa này không? Lên được không? Không lên được luôn hả? Trời ơi, Phong non quá. Ôi, đúng rồi. Nhảy lên đầu mình bạn ơi. Nhảy lên đầu mình à. Nhảy lên được không? Trời ơi, không nhảy được luôn hả? Thôi được rồi, để mình lấy cái chiếc khác cho bạn nha. Bây giờ mình sẽ lấy cái chiếc nào đó xịn xịn xíu để mình chở anh Phong cận về. Trời, mấy chiếc này phải tốn tiền mấy bạn ơi. Tôi cần một cái chiếc nào đó nó rẻ thôi. Ví dụ như là chiếc này nè. Không mấy mình chạy bộ đi cho giảm cân hả? Vậy chạy bộ gì bạn ơi, lên đi. Lên, rồi, let's go. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau về nhà của mình nha. Woo. Ôi, chào mừng bạn đã đến với căn nhà của mình nha Phong Cận. Ngày hôm nay á là mình sẽ chở bạn tới đây á là để bạn gọi là tham quan căn phòng của mình. Không phải là căn phòng đâu, phải nói là nguyên một cái căn nhà bên dưới đại dương luôn các bạn ơi. Nếu mà các bạn nào mà không biết á thì ngoài nhà ở trên mặt đất ra thì mình cũng còn khá là nhiều nhà bên dưới đại dương. Ví dụ như là căn nhà này nè. Bạn à, tôi biết á là bạn là cá heo đúng không? Cho nên là ngày hôm nay tôi đã dẫn bạn tới đây để bạn coi thử nè. Ây vô nhà đẹp dữ dằn vậy bro hả? Tất nhiên vậy bro. Ây, đi đâu vậy? Trời ơi bạn ơi, bạn phải để mình dẫn đường cho bạn. Cái nhà của mình á nó bự còn hơn cái biệt thự nữa mà bạn đi vậy á là mình sợ bạn lạc, bạn hiểu không? Mình sợ bạn bị lạc đấy. Ok, sao bạn thấy nhà tôi như thế nào hả? Cho xin cái đánh giá đi chứ hả? Chứ giờ bạn vô nhà tôi mà bạn không đánh giá vậy là cũng ok. Ok, chủ nhà dẫn tôi tham quan một vòng xem nào hả? Được chứ bạn. Nhưng mà bạn thấy cái nhà này hợp gu bạn không? Đó, ở đây là có thiên nhiên nè, bạn thấy không? Có cá cảnh được cái thứ nè, bạn thấy cũng hợp ý không? Được, 10 điểm hả? Tất nhiên rồi. Ok, bây giờ là mình sẽ dẫn gọi là Phong đi tham quan cái căn nhà này luôn nha. Đây, đầu tiên là qua bên đây là bạn thấy là trong nhà của tôi là có nguyên cái bể cá này luôn nè. Cái bể cá này tôi biết tâm lý của bạn là bạn thích nuôi cá heo đúng không? Thật ra là mình không có cá heo nhưng mà mình có mấy con cá khác, nhưng mà nó cũng được mà đúng không? Đó, ok, cũng ok la mà đúng không? Rồi, đi qua bên đây chính là không gian bếp của mình nha các bạn ơi. Mình sẽ cho các bạn xem không gian bếp của mình nè. Xịn chưa? Bên trong đây là hôm nay tôi biết bạn gọi là gì ta, qua đây chơi. Cho nên là tôi có kêu gọi là những người đầu bếp ở nhà tôi chuẩn bị cho bạn những cái món ăn này nè. Bạn thấy sao hả? Nào là thịt bistec nè, mì Ý nè. Wow, cái bếp như cái nhà hàng luôn hả? Trời ơi, nói gì vậy? Những cái đầu bếp ở bên trong nhà của tôi á là những người gọi là đẳng cấp nhất thế giới, bạn hiểu không hả? Đấy. Thôi bây giờ bạn ngồi yên đi, bạn ngồi yên đi. Ngồi này, ngồi đây nè. Rồi ok, bây giờ để tôi gọi là chuẩn bị đồ ăn cho bạn nha. Ok, bây giờ mình sẽ lấy đồ ăn cho anh Phong Cận nha các bạn ơi. Phong Cận vô nhà mình chắc anh Phong Cận cũng gọi là choáng luôn á. Cái nhà bếp như cái nhà hàng lẩu. Chứ còn gì nữa. Tiểu Nhị cho phần bò premium hả? Dạ, ok. Vô nhà người ta chơi còn đòi phần bò nữa, thiệt tình. Ok, nhưng mà thôi, lâu lâu bạn mình muốn qua nhà mình chơi mà các bạn, cho nên là mình chiều bạn mình xíu đi cũng được á. Ờ, đây nè Phong ơi, bây giờ mình cho bạn dĩa bò nè. Rồi thứ hai nữa là cho bạn cái dĩa há cảo. Rồi thêm cái dĩa cơm rang. Rồi ăn thử đi, ăn thử cho xin cái đánh giá nè bạn ơi.
Sao hả? Để xem coi là Phong gọi là đánh giá gọi là đồ ăn đẳng cấp 5 sao do nhà bếp nhà mình nấu như thế nào nha các bạn. Many hours later. Mình chờ thanh niên này đánh giá lâu quá các bạn ơi. Thanh niên này đánh giá lâu quá vậy? Hay là ăn ngon quá vậy? Hay là bạn ăn ngon quá bạn đánh giá nó lâu quá vậy hả? Sao nào? Không ngon xíu nào, dở ẹt. Cái đồ ăn này mà còn chê là không ngon á hả? Có đang đùa không ba? Dở đến cạn lời hả? Ê, như Phong sao á? Nhưng mà thôi không sao. Cái này chắc là tùy cái gu ăn uống của mỗi người các bạn. À chắc là gu bạn không thích ăn cái này. À vậy ra là vậy. Ok vậy thôi không sao đâu. À vậy thôi không sao. Tham quan tiếp đi bạn hả? À. Ok. Đây, tham quan với bạn cho bạn coi nè. Ở đây á là nguyên một cái gọi là hệ sinh thái nè các bạn thấy không? Đây chính là nguyên một cái hệ sinh thái có cá heo kìa. Đó, Phong thấy em Phong có nguyên cái con cá heo nó bay vòng vòng luôn. Ở đây còn có rùa nè, sau đó là còn có thêm rất là nhiều sinh vật biển nó bay vòng vòng luôn á. Ghiền chưa? Wow, đẹp view quá bạn ơi. Tất nhiên là vậy rồi bạn. Ok, nói chung là khám phá xong gọi là không gian bếp á thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau. Ơi, nhà mình có mấy cái không gian này mà giờ mình mới biết luôn á bạn. Nhà của mình có những cái không gian bếp mà để gọi là ngồi ngắm vậy mình giờ mình mới biết luôn á. Ok bạn xuống đây nè bạn. Bây giờ tôi cho bạn coi nha. Ở đây á là sẽ là cái gọi là sảnh chính của nhà tôi. Sảnh chính của nhà tôi á là gì đây? Là bạn tính xây nhà hay là làm nhà hàng đây hả? Tôi là tôi làm cái hệ sinh thái luôn bạn. Tôi làm nguyên cái hệ sinh thái để gọi là gì ta? Giúp cho những người mà tới đây là phải gọi là bạn hiểu không? Ok, xin giới thiệu với bạn á là bên trong đây chính là phòng thay đồ của nhà tôi. Đó, đẳng cấp chưa bạn? Bạn thấy đẳng cấp chưa? VIP về trời, toàn đồ thời trang hả? Chứ còn gì nữa. Mấy bạn biết không? Cái gọi là gì ta? Biệt danh của mình là thời trang fashion mà, cho nên là trong đây toàn là mấy cái đồ mà VIP không? Đúng đấy. Đấy, nói chung là bạn thích bộ nào bạn cứ lựa đi nha. Đó. Ok, bây giờ tôi dẫn bạn vô tham quan tiếp nè. Vô bạn ơi, đi theo tôi. Nhưng mà của năm 1900 rồi đó, nhìn nó nhà quê. The woman was too stunned to speak. Ê Phong này sao bạn ơi? Anh Phong Cận này sao á? Tự nhiên gọi là mình dẫn anh Phong Cận vô trong nhà mình tham quan mà anh Phong Cận còn chê lên chê xuống nữa. Nhưng mà chắc hôm nay Phong hơi khó tính xíu. Ok cũng được. À thôi được rồi, Phong để mình dẫn bạn đi vô chỗ khác nha. Cái chỗ này á là cái khu này nó VIP lắm, Bây giờ mình sẽ dẫn bạn đi tới gọi là phòng ngủ của mình nha. Để mà vô được cái lối mà phòng ngủ của mình á là bạn phải đi gọi là quá trời. Ủa cái phòng này sao nó khóa rồi? Sao nhà mình cũng không biết tại sao nó khóa vậy ta? Cái chỗ này của mình nó là như cái khách sạn luôn. Mình nói cho bạn biết. Đó, cái lối đi của nó nè, cái sảnh y chang là khách sạn luôn. Ê, sao vậy bro? Vụ gì? Chắc nhà bạn không hả? Nhà mình mà bạn. Nhà của mình, cái này là nhà mình mà. Ủa, cái chỗ này là cái gì vậy? Cái này là cái toilet hả? À, lộn, tôi vẫn lộn mà bạn ơi. Cái chỗ này là toilet. Chứ nãy giờ nó lạ lắm nha. Lộn. Cái này là cái toilet. Ủa, sao cái phòng này mình không vô được vậy ta? Chết cha, chưa cái phòng này tôi không vô được các bạn ơi. Từ nha, đợi xíu nha bạn. Bạn để mình xíu nha. Hay là đi mượn nhà của người khác đó bro. Gì kỳ vậy ta? Phong hôm nay nghi ngờ mình vậy bạn? Không có mà. Tôi đâu có lượm nhà của người khác, tôi vô tôi review cho bạn đâu. Ủa từ cái phòng ngủ của mình đâu rồi? Lên đây bạn ơi, bạn lên đây với mình nè. Trời ơi, cái chỗ này nó chiêu với ta. À, đây. Cái phòng ngủ tôi nó trên đây nè bạn. Hồi nãy giờ tôi đi lộn rồi đi nha. Rồi, tôi xin giới thiệu cho bạn á, bên trong đây á chính là phòng ngủ của tôi. Vô. Xin lỗi bạn giống nãy vậy. Ê từ, bạn đợi mình xíu. mình lộn. 10 phòng như 1, lộn. Đây vô thang máy nè bạn ơi, bạn vô thang máy nè. Cái này á chỉ là cái tầng B1 thôi nha, bây giờ tôi vô B2 cho bạn coi nè. Đây. Xin giới thiệu với bạn, đây chính là tầng B2 của tôi. Ghê chưa? Sao nó khác gì cái nãy vậy? Ê bạn ơi, bạn vô lại thang máy nha bạn. Bạn vô lại thang máy coi. Nhà thuê á, kỳ vậy ta, Phong nói chuyện kỳ cục thì cứ. Đây, chắc chắn là nhà tôi không có thuê mà, nhà này không có thuê. Đây tôi xin giới thiệu với bạn, đây chính là toàn cảnh của nhà của tôi nha. Và bên đây á là cái nhà của tôi, là tôi thuê nguyên cái gọi là gì ta? Resort, cái khu 5 sao bên ngoài để tôi làm. Đấy. Bạn thấy không? Cái nhà của tôi vô là như cái khách sạn luôn. Đó, ok. Bây giờ tôi sẽ dẫn bạn vô gọi là cái phòng của tôi nha. Thôi, đừng có chấm hỏi bà. Không phải đâu, tại nhà mình rộng quá đó bạn. Tại nhà mình rộng quá nên là mình không biết cái phòng ngủ của mình ở đâu, chứ không phải là nhà mình thuê đâu bạn ơi. Đây, tôi xin giới thiệu cho bạn, bạn ra đây đi, không có khai gì hết trơn, thôi ra đây đi. Tôi xin giới thiệu cho bạn, đây là cái khu gọi là bãi biển, khu trò chơi của nhà tôi. Dạ sơ, bạn thấy đỉnh chưa? Thôi, được rồi, bây giờ buổi tối á, bạn ngồi đây bạn chơi đi nha. Tí nữa tôi đem đồ ăn ra liền cho bạn mà. Rồi, ngồi đây nha. Phòng khó tính quá. Tối này phải đi chuẩn bị cho Phong gọi là cái phòng ngủ cho đàng hoàng mới được.
ơi, mình mới kiếm được gọi là cái hộp bắp rang này nè Phong. Trời ơi, cái hộp bắp rang này ăn ngon lắm bạn ơi. Bạn đâu rồi? Hả? Ủa Phong đâu ta? Ủa gì đó? Mình vừa mới kêu thanh niên này ngồi đây chờ mình mà bây giờ thanh niên này đâu trời? Phong ơi! Ủa? Đồ ăn, thịt nướng mình vẫn còn để đây mà sao bây giờ Phong đi đâu mất tiêu rồi ta? What the hell? Ủa gì? Phong đang đi đâu hả? Các bạn ơi, các bạn nhìn kìa, Phong đang đi đâu vậy ta? Phải tự lực cánh sinh thôi, đi tìm phòng ngủ của nó mới được. Ủa là sao? Ủa là sao? Tại sao Phong lại nói cái điều này? Hãy đi tìm phòng ngủ của nó là sao trời? Ê, từ từ nha các bạn ơi. Hồi nãy tới giờ á, từ cái lúc mà mình mới vào bên trong đây á, là mình đã thấy Phong có những cái điều nó rất là kỳ lạ rồi, nhưng mà mình không có nói nha. Nhưng mà bây giờ khi mà mình thấy Phong nhắn cái câu này thì bây giờ nhất định là mình phải đi theo dõi Phong để xem coi là Phong đang làm cái gì mới được. Có cái gì đó nó rất là mờ ám ở đây nè. Không lẽ thanh niên này là đang muốn kiếm cái gì đó? Từ bây giờ mình sẽ lặng lẽ đi theo Phong để Phong không có phát hiện nha. Ok, thanh niên này bây giờ đang gọi là đứng ở đâu đó. Gì vậy? Làm gì mình nhìn vô cái phòng kia chứ ta? Đang đi kiếm gì vậy? Xây cái này chi cho to vậy trời? Trời ơi, người ta xây to là việc của người ta chứ. Im lặng nha các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ theo dõi Phong thử để coi là Phong đang đi kiếm cái thứ gì nha. Ok, thanh niên đó. Ủa, mất dấu rồi. Ủa, mất dấu rồi. Oh no. Mình mới thấy đây mà ta. Mới thấy đây mà. Hình như là Phong chạy vô đây đúng không? Ủa, không có luôn à? Ủa, thanh niên này chạy đâu vậy ta? Ui, chạy đâu mà? Ui, đây, à, đi ra, chạy vô đây. Bây giờ là thanh niên này đang đi vô thang máy. À, đi vô thang máy đúng không? Ok, được thôi. Vậy thì bây giờ mình cũng sẽ vô thang máy. Chào Phong. Chào Phong. Ủa, bạn đang đi đâu vậy? Bạn đang đi đâu vậy? Mình kiếm bạn nãy giờ luôn á. Bạn đi đâu nãy giờ vậy? Chào bạn, mình đi tìm nhà vệ sinh nữa. Thì ra là nhà vệ sinh. Cái nhà vệ sinh ở trong đây nó rộng lắm, có gì thì bạn cứ nói mình. Chứ bạn làm vậy là mình tưởng là bạn đi ăn trộm á luôn. Bạn làm vậy là mình tưởng là bạn đi đâu đó, bạn bị lạc. Đi nhà vệ sinh đúng không? Ok, có gì mình dẫn bạn đi nhà vệ sinh nè. Rồi, đi theo mình, ok. Vô đi để mình kiếm cho bạn cái nhà vệ sinh nha. Rồi, đi theo mình. À, tại đi tìm phòng ngủ của bạn. Còn không được, sao dám nhờ bạn hả? Có gì đâu, bình tĩnh thôi. Có gì anh em mình gọi là nói chuyện sau. Phòng ngủ làm gì, bây giờ trong đây khu này nó rộng vậy mà. Ngủ đâu mà chả được. Ngủ ngoài đường vậy cũng được mà. Đi nhà vệ sinh nữa, nhà vệ sinh đâu giờ ta? Thôi bạn tự đi kiếm đi nha. Ủa? Gì vậy? Bây giờ mình thấy Phong cũng hơi nghi ngờ rồi các bạn ơi. Hy vọng là những gì mình đang nghĩ nó không phải là thật. Đi đến nào Phong ơi. Mình nghĩ là ở nhà của mình cũng không có phù hợp để có thể chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng như vậy được đâu. Bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhau đi ra khỏi chỗ này đi. Nè Phong Cận à, mình sẽ hỏi bạn một điều, đó chính là rốt cuộc bạn là ai hả? Rốt cuộc cậu phải là Phong Cận không? Tôi là Phong Cận mà hả? Cậu là Phong Cận hả? Ngay từ đầu á là tôi đã thấy cái phong cách ăn mặc của cậu á với cả là cái cách nói chuyện của cậu nó đã rất là khác thường rồi nha. Thôi được rồi, để bây giờ chứng minh cái việc á là cậu có phải là Phong Cận thật hay không thì bây giờ tôi sẽ có vài câu hỏi cho cậu nè. Tên thật của Phong Cận là gì? Cậu trả lời đi. Nếu mà bây giờ tôi sẽ hỏi cậu 5 câu, cậu trả lời sai coi như cậu là Phong Cận fake. Ok, tên thật của Phong Cận là gì? Mau trả lời đi. Tôi là Phong Cận chứ gì nữa hả? Trời ơi, người ta đang hỏi cái tên thật của bạn mà bây giờ bạn bảo bạn là Phong Cận hả? Ok, thôi được rồi, bỏ qua tên thật đi. Thế thì bây giờ, ngày sinh của Phong Cận là ngày bao nhiêu? Ngày tháng năm sinh đó. Cái này có vẻ khó rồi nha. Để xem coi là Phong Cận gọi là có biết được ngày sinh nhật của mình là gì không nào? Là ngày 25 tháng 6, đứng yên ơi, trời ơi, đứng yên, không đọc được cái gì chưa đó. Là ngày 25 tháng 6 năm 2002. Chắc chắn là Phong Cận phát rồi. Đi lên đồn công an với tôi. Đi lên đồn công an với tôi. Đồn công an ở đây rồi. Đi lên đây. Đừng có chạy. Nè cái tên kia. Đi lên đồn công an. Đi lên đồn công an. Trời đất ơi, biết ngay là Phong Cận fake mà. Trời ơi, tôi hỏi vài câu hỏi thôi là biết ngay liền luôn á. Vậy mà ngày hôm qua mình đã để cho hắn ta gọi là vào bên trong nhà của mình, rồi sau đó là ăn chơi gọi là tùm lum tùm lá hết trơn hết á. Thiệt tình luôn á. Ôi, cuối cùng mình cũng đã tìm được Phong Cận fake rồi các bạn ơi. Khoan đã. Vậy còn Phong Cận thật đang ở đâu? Hả?